những pha tấn công đầu tiên. Đường chuyền dành cho Filippo Inzaghi, pha cài người rất hay của Del Piero. Lại là một cú chọc khe bỏng, những tình huống di chuyển rất tinh tế của Del Piero. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình là Love FIFA Mobile đây. Hiện tại thì sự kiện World Tour đã sang đến chương của Italia và icon mà anh em được đổi free đó chính là Alexander Del Piero. Ngày hôm nay thì account này của mình tình cờ có Alexander Del Piero. Mình sẽ thử đá để cho anh em xem độ hiệu quả cũng như là các vấn đề khác về chuyên môn ở trong game. Xem anh em có quyết định lựa chọn Del Piero hay không, hay là anh em sẽ chọn Ronaldinho ở chương sau. Cái này thì còn tùy thuộc vào anh em, nhưng mà tại cái rank của cái account này thì chỉ có tầm 400k fan thôi, nên màn trình diễn trong trận đấu thì chỉ là một phần để anh em có thể đánh giá. Không lan man nữa, chúng ta sẽ đi vào bộ chỉ số của Del Piero. Del Piero của mình ở cấp thẻ cộng 1 OVR 115 thi đấu ở vị trí CF nha. Anh em nhìn thấy khi mà đẩy Del Piero lên vị trí ST thì skin bot giảm đi 4 so với lại ở vị trí CF, nhưng mà bộ chỉ số thì tuyệt vời. Anh em có thể nhìn thấy là Del Piero có 2 chân 5 năm, thể lực có 9 thanh. Bộ chỉ số tốc độ anh em có thể nhìn thấy trên màn hình kia, 178-172, phải gọi là chạy xé gió. Hậu vệ hiện tại không nhiều người có thể đạt được cái tốc độ này. Với 2 chân 5 năm thì nhà phát hành cũng cho anh chỉ số dứt điểm trên 170, vượt xa hầu hết các tiền đạo hiện đang có trong game. Không biết là sự búp chỉ số này cho Alexander Del Piero, một icon cờ, liệu có mang lại hiệu quả thật sự trong rank hay không. Nhưng mà về thể hình của Alexander Del Piero, cao 1m74, nặng 74kg, vẫn là một hạn chế cực kỳ lớn khi anh thi đấu ở vị trí CF, giống như Pele. Nói chung là vị trí CF trong game mình cũng đã nói rất nhiều ở những video trước là không có nhiều đất diễn. Chúng ta cùng đi vào trận đấu ngay sau đây, xem là màn trình diễn của hai tiền đạo Alexander Del Piero cũng như là Filippo Inzaghi là như thế nào. Tiếp tục là một tình huống cái đe của Del Piero, anh em có thể nhìn thấy từ đầu đến giờ 3 bàn thắng anh em chiêm ngưỡng, thì khả năng mạnh nhất của Del Piero theo mình là di chuyển phá bẫy việt vị. Cái khả năng này thì nhiều người sẽ nhắc đến Filippo Inzaghi, tiền đạo được cho là phá bẫy việt vị hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng mà trong game mình đánh giá màn trình diễn của Del Piero ở cái mục này là xuất sắc hơn anh em ạ. Del Piero thoát việt vị rất là hay luôn, nổi bật hơn cả Filippo Inzaghi, cũng là một điều tương đối khó hiểu. Đội bạn cầm bóng rất chắc, nghe vẻ là đá cũng rất hay. Tình huống làm mất bóng sau nỗ lực của Alexander Del Piero, và tiếp tục là bàn thắng thứ hai. Với những pha dứt điểm như thế này, hiện tại meta của game vẫn đang là tạt cánh đánh đầu và sút xa. Thứ năm tuần sau có big update và nhà phát hành đã thông báo là sẽ thay đổi meta, thì mình nghĩ rằng không còn cái chuyện anh em có thể sút xa dễ dàng cũng như là tạt cánh đánh đầu dễ dàng nữa. Pha dứt điểm rất đẹp của Filippo Inzaghi. Đội bạn cầm bóng rất hay nha anh em. Cầm bóng như thế này là thường là những người đá cũng được đấy, nhưng mà ở mức danh 400.000 thì mình cũng không dám nói nhiều. Nói chung là chỉ xem một phần màn trình diễn của Alexander Del Piero là như thế nào thôi. Một tình huống thoáng chân, anh em có thể thấy là lực sút kinh hoàng, bóng đi đúng ở góc chữ A luôn. Những khoảng trống như vậy thì khó mà ra ngoài lắm. Anh em xem lại tình huống này, Alexander Del Piero dứt điểm bằng hai chân rất tốt anh em, đá như búa bổ. Thế thì cơ hội nào cho thủ môn? May ra thì, mình nói may ra thì Mendy một UCL có thể chạm tay vào thôi, cũng có thể đỡ được hay không? Mình nghĩ là không, với một tình huống dứt điểm như vậy. Tiếp tục là những tình huống chọc khe bỏng. Hiện tại thì chọc khe bỏng vẫn đang rất hay với những tiền đạo nào chạy chỗ tốt anh em ạ. Kiểu như là Alexander Del Piero ấy. Còn mà những tiền đạo lùi như kiểu Marco Van Basten mà anh em chọc khe bỏng thì mình nghĩ là không có hiệu quả đâu. Marco Van Basten thực sự là rất ít chạy xâm nhập vào vòng cấm luôn, nhưng mà Alexander Del Piero thì ngược lại, chạy cực kỳ nhanh, cứ hở ra có khoảng trống là sâu xuống thôi. Những tình huống như vậy thì mang lại rất nhiều những khó chịu cho hậu vệ đối phương. Tiếp tục là một tình huống như vậy, đây là Filippo Inzaghi. Del Piero nhẹ nhàng 4-0. Nói chung là mình thấy về cái khoản là chọc khe bỏng mà cho Filippo Inzaghi đá với Alexander Del Piero, cặp tiền đạo nổi tiếng của nước Ý, thì tuyệt vời luôn. Hai tiền đạo này chạy cực kỳ hay, chạy chỗ cực kỳ hay luôn. Nhưng mà có một điều anh em khó chịu, đó chính là thể hình cũng như là thể lực. Đấy anh em nhìn, chạy rất là hay luôn, chạy cực kỳ tốt. Filippo Inzaghi cũng như là Alexander Del Piero đấy, chạy cực kỳ tốt luôn, nhưng mà thể lực thì yếu, phải nói là yếu. Dù có 9 vạch nhưng mà
chỉ chạy đến tầm khoảng phút thứ 55-60 thôi. Những icon này theo mình chỉ phù hợp với lại dự bị anh em ạ. Khi mà trận đấu bế tắc tung Alexander Dempiro vào là hợp lý, chứ để đá từ đầu, vị trí CF không biết xếp ở đâu. Xếp tiền đạo thì chơi vơi, mà xếp CAM thì khó đá. Còn để mà đá CF, mình cũng từng nói một câu là Rook Willis còn không đá được CF ở trong game này thì những cái tên khác khó lắm anh em ạ. Đội bạn cầm bóng rất hay nhá, đi bóng cực kỳ điệu nghệ luôn. Có điều có vẻ là đội hình hơi yếu một chút. Tạt cánh đánh đầu bây giờ nhiều anh em bảo là vẫn bá, nhưng mà theo mình thì đã bị nép rất nhiều so với ngày xưa rồi. Sắp tới bị nép nữa thì không biết là những người có lối đá cánh sẽ như thế nào. Kết thúc hiệp 1 và tỷ số đã là 4-0 ở mức rank 400k fan. Đây cũng là điều dễ hiểu, chứ mà để mà đá tầm 900 hay 1 triệu fan thì khó. Khó cho Dempiro cũng như là Filippo Inzaghi. Đấy là tâm sự thật của mình. Nên là anh em nào đổi thì nên cân nhắc nha. Cực kỳ cân nhắc ở cái chương Dempiro này. Thứ nhất là tốn rất nhiều token, còn thứ hai là độ hiệu quả không quá nhiều và giá chân quá hay của Locatelli. Thật sự thì tạt cánh đánh đầu cũng không thể nào mà bá bằng meta sút xa hiện tại anh em nhìn. Cứ có bóng trước khung thành mà đá tầm già nửa thanh lực ấy, bóng đi cực kỳ căng và hiểm. Từ đầu đến giờ thì có 3 pha sút xa rồi anh em ạ. Mỗi người có một lối đá chứ không phải là cứ đá tiki taka là người đá hay đâu. Chỉ cần anh em không tiêu cực quá và giành chiến thắng là được. Còn tuyệt đối không được câu giờ. Câu giờ là một hành động rất khó chịu cho người khác. Thực sự là như vậy. Những tình huống đập 1-2 như thế này thì cực kỳ hay. Đánh đầu không được anh em nhìn không? Không thể đánh đầu vào trong tình huống này. Thì ở mức rank cao hơn khó lắm. Tình huống sát sạt khung thành rồi. Thủ môn cũng không phải là quá hay, nhưng mà đánh đầu vẫn không vào. Điểm yếu cố hữu. Trong tựa game FIFA thì mình thấy tiền đạo yếu tố mà tác động nhiều nhất là thể hình. Phút 67 và thể lực của hai tiền đạo của chúng ta đã đỏ loam rồi, dù không phải tranh chấp với những hậu vệ hàng đầu. Filippo Inzaghi. Sai lầm của hậu vệ đối phương và Filippo Inzaghi đã trừng phạt bằng một bàn thắng nâng tỷ số lên 6-0 ở phút thứ 71. Đội bạn hơi sai lầm tình huống này, có lẽ đúng đắn nhất phải là pha pháo ra ngoài. Hậu vệ thì không nên cầm bóng nhiều, không nên chuyền ngang sân. Một trong những chỉ số quan trọng nhất của CB là quyết đoán. Và skin ẩn ngày xưa mình thích nhất là siêu cản phá. 6-0 rồi, đội bạn không thể vùng lên được, không thể cầm được bóng. Kể mà cái account này của mình nó rơi vào khoảng 800-900k fan thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà rank thấp quá nên là không thể đánh giá được hết. Tổng kết lại thì mình cảm thấy là Dempiro sút hay, chạy chỗ hay, thể lực không tốt. Cái này là phải nói thật, thể lực chín thanh nhưng mà đá không tốt cho lắm anh em ạ. Chạy lên tầm phút 55, nhiều trận 50 thôi là đã đỏ lòm lên rồi. Thi đấu đỉnh cao ở những trận rank khắc nghiệt thì mình nghĩ là không đảm bảo. Vị trí phù hợp là dự bị. Trong những thế trận mà anh em khó ghi bàn thắng thì anh em có thể tung Dempiro vào. Tận dụng những pha chạy chỗ, những pha phá bẫy việt vị, phải gọi là đẳng cấp của Dempiro để tìm kiếm bàn thắng. Đối với anh em nào hâm mộ đội tuyển quốc gia Ý thì Dempiro là một sự lựa chọn hàng đầu rồi, bên cạnh Catherine Vieri và Filippo Inzaghi. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.